lãnh đạo Burkina Faso, Mali và Niger ký hiệp ước Liên hiệp quốc gia vùng Sahel tại hội nghị thượng đỉnh tổ chức ngày 6 tháng 7 ở thủ đô Niamey của Niger. Động thái nhằm tăng cường hội nhập giữa các nước, tuyên bố phát sau hội nghị cho biết. Liên hiệp viết tắt là AES, lãnh đạo Niger Abdurrahmani Chiani mô tả hội nghị thượng đỉnh AES là đỉnh cao của quyết tâm chung nhằm giành lại chủ quyền quốc gia. Ba nước này từng ký hiệp ước phòng thủ chung hồi tháng 9 năm 2023. Theo giới quan sát, Động thái mới cho thấy ba nước quyết tâm từ bỏ cộng đồng kinh tế các quốc gia Tây Phi, ECOWAS. ECOWAS thành lập năm 1975 gồm 15 nước là Cape Verde, Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, Liberia, Mali, Senegal, Sierra Leone, Benin, Burkina Faso, Ghana, Bờ Biển Nga, Niger, Nigeria và Togo. ECOWAS đã đình chỉ tư cách thành viên đối với Mali, Burkina Faso và Niger sau các cuộc đảo chính lần lượt vào năm 2020 năm 2022 và tháng 7 năm 2023. Ba nước hồi tháng 1 tuyên bố rời khỏi ECOWAS, cáo buộc khối đi chệch khỏi lý tưởng ban đầu. ECOWAS hôm nay tổ chức hội nghị thượng đỉnh ở Abuja, Nigeria. Khối dự kiến thảo luận về nhiều vấn đề, trong đó có quan hệ với AES.